Lộ clip âm thầm đến nhà Trường Giang, nam em bị dân mạng chỉ trích cho rằng cố tình tạo chiêu trò để PR. Nhiều người cho rằng clip này là do nam em tự dàn dựng và có người đi cùng để quay. Việc cô vừa tung bản audio cho ca khúc mới cách đây vài giờ cũng khiến dân mạng cho rằng cô cố tình tạo scandal để PR cho sản phẩm mới. Sau khi clip có nội dung, nam em đến đặt hoa và bánh trước cửa phòng chung cư của Trường Giang được một fanpage chia sẻ, đã ngay lập tức gây sốt cộng đồng mạng. Clip nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và hàng nghìn bình luận của mọi người, trong đó rất nhiều người lên tiếng chỉ trích, cho rằng nam em đang cố tình tạo chiêu trò để PR cho sản phẩm mới. Bởi vào 20 giờ tối ngày 19 tháng 4, chỉ cách vài giờ trước khi clip được hé lộ, nam em đã chính thức giới thiệu bản audio ca khúc Anh có đang lắng nghe em, một ca khúc ballad nhiều cảm xúc của tác giả Lê Minh Hiếu. Bên cạnh đó, sau khi xem clip, nhiều cư dân mạng cho rằng đằng sau việc nam em âm thầm đi tặng quà cho Trường Giang là có người đi theo cô để quay clip. Một bạn bình luận, đợi bật camera lên quay rồi mới đặt bánh kem hoa xuống, cắt diễn đạt lắm em. Nhiều người cũng cho rằng nam em đang đưa câu chuyện đi quá xa và ngày làm lố, bởi dù sao cô cũng là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của Trường Giang Nhã Phương. Và hiện tại khi câu chuyện đã lắng xuống, nam diễn viên hài và Nhã Phương vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Vì vậy, việc nam em tiếp tục thể hiện tình cảm với Trường Giang khiến nhiều người tỏ ra không hài lòng và dùng nhiều từ ngữ nặng nề tiêu cực cho cô. Nhiều người cho rằng nam em đang cố tình tạo scandal để nổi tiếng hơn. Cách đây khoảng một tháng, việc nam em chia sẻ về chuyện tình với Trường Giang kéo dài trong một tháng từng làm dân mạng xôn xao suốt một thời gian. Cách đây hai ngày khi tham dự một sự kiện Ninh Bình, nam em khẳng định cô buộc mình phải trở nên mạnh mẽ bởi trong cuộc sống này yếu đuối để cho ai xem. Sau nhiều lần chia sẻ, lần này nam em cho biết cô sẽ không nói nhiều nữa bởi nói nhiều sẽ thành nói dở. Hôm qua, người đẹp tung teaser MV Xa Anh Là Tốt Nhất cho biết sẽ tập trung vào công việc, cụ thể là âm nhạc. Nam em xuất hiện trong hình ảnh hoàn toàn khác. Người đẹp diện đầm dạ hội lấp lánh, đôi mắt được trang điểm sắc lẹm khiến cô càng trở nên cuốn hút ma mị. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn tự nhận mình là miss thất tình. Cô tự đội vương miện cho danh hiệu không ai muốn này. Tuy nhiên, dường như nam em vẫn chưa muốn chuyện tình ồn ào của mình kết thúc khi tiếp tục mang đến bất ngờ cho Trường Giang trong ngày sinh nhật. Hiện phía nam em vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào về điều này. Tin tưởng Trường Giang ăn chơi, rồi cũng đến lúc chán, Nhã Phương gương vỡ lại lành cùng nam danh hài. Trong một bài phỏng vấn, khi hỏi về cách vượt qua thói trăng hoa của bạn trai, Nhã Phương gây ngỡ ngàng khi tiết lộ. Chấp nhận chứ, tôi nghĩ tật xấu thì ít khi bỏ được. Thời gian qua, lùm xùm tình cảm giữa nam em Trường Giang gây chấn động showbiz Việt. Việc công khai thừa nhận tình yêu chỉ có nút thăng chưa từng xuống dáng của nam em với Trường Giang, khiến không ít khán giả hoang mang. Bên cạnh lời chỉ trích đối với top 8 Hoa hậu Trái Đất và Trường Giang, nhiều khán giả không khỏi xót xa cho Nhã Phương, bởi sau tất cả cô mới là người chịu nhiều tổn thương nhất. Mới đây trên trang cá nhân, nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đăng tải hình ảnh Nhã Phương khóc, đính kèm là lời nhắn nhủ tới cô bạn thân. Khổ thân Nabi, tự dưng sao quả tạ rơi trúng đầu cái bụp, tự dưng ăn ở hiền lành tử tế vướng phải tin đồn linh tinh. Vậy nên tôi đưa cô gái ấy đi gọi đầu, xé tóc lúc 1 giờ đêm để đời bớt không với Nhã Phương, khóc ít thôi cười nhiều lên. Giữa nghi án chia tay danh hài xứ Quảng, hình ảnh Nhã Phương tiều tụy với đôi mắt sưng húp do khóc khiến người hâm mộ lo lắng. Dù chưa rõ thực hư việc nữ diễn viên tuổi thanh xuân rơi lệ vì điều gì, nhưng nhiều ý kiến cho rằng do trục trặc tình cảm với Trường Giang, nữ diễn viên không tránh khỏi tâm trạng buồn phiền. Cũng trong những ngày qua, tin đồn Nhan Phúc Vinh yêu Nhã Phương lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Chưa rõ thực hư sự việc, nhưng cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ việc Nhã Phương chia tay Trường Giang để đến với Nhan Phúc Vinh. Tuy nhiên, không ít người khẳng định nữ diễn viên tuổi thanh xuân khó có thể dứt chuyện tình cảm với vị trưởng phòng ơn rời cậu đây rồi, vì cô từng tuyên bố chấp nhận thói đào hoa của nam danh hài. Ồn ào tình cảm giữa Trường Giang nam em không phải là lần đầu tiên. Trước đó, danh hài xứ Quảng từng bị tố hẹn hò Quế Vân. Khi công khai yêu Nhã Phương, tin đồn phim giả tình thật với Hot Girl Sam, dù nhiều lần dính sự cố yêu đương, nhưng Nhã Phương khẳng định cô vẫn ở bên cạnh người đàn ông này. Cụ thể, trong bài phỏng vấn vào năm 2017, người đẹp 28 tuổi tâm sự, khi bước trên con đường tình yêu, những tưởng khi gặp những sự cố mình sẽ không bao giờ bỏ qua. Nhưng khi là người trong cuộc thì mọi thứ lại khác, cảm xúc cũng là thứ rất khó kiểm soát. Tôi tin vào hai chữ nhân duyên. Lúc đã xác định mình có niềm tin dành cho họ hay không, cũng như họ có đặt tình cảm cho mình hay không.
Nếu như chị thấy họ không thương mình một cách chân thành, tôi sẽ không bao giờ níu kéo hay làm gì đó kinh khủng để giữ chân họ. Tôi tiếp xúc nhiều bạn nam, nhưng có lẽ do bản tính khô khan nên ít khi rung động. Nếu họ nghĩ có thể do mình nhiều của cải vật chất hay có ngoại hình long lanh thì rất khó để gần tôi. Sự thật là tôi sinh ra trong gia đình ba mẹ ít thể hiện tình cảm bằng hành động, nên khi đón nhận sự quan tâm, yêu thương từ người đàn ông một cách chân thật, tôi sẽ đáp lại. Còn chuyện lầm lỡ thì ai cũng phải có, quan trọng là sau đó họ giải quyết như thế nào. Nhã Phương giải bày, đặc biệt khi nói về tật xấu trăng hoa của Trường Giang, Nhã Phương cho biết cô chấp nhận vì đã là tật xấu thì hiếm khi bỏ được. Chấp nhận chứ, vì tôi nghĩ tật xấu thì ít khi bỏ được. Mình không thể thay đổi mình, thì làm sao có thể ép một người thay đổi bản chất của họ? Chỉ là thương nhau quá thì cùng nhau dung hòa, giảm bớt những gì khiến đối phương phải buồn là được. Hơn nữa tôi tin một người khi ăn chơi nhiều rồi cũng đến lúc chán, trong rủi hoài cũng sẽ dừng chân, Nhã Phương thẳng thắn. Giảm 9kg sau 2 tuần sinh con gái, đây là bí quyết giúp Tú Vi lấy lại vóc dáng nhanh. Tú Vi chia sẻ đã giảm 9kg sau 2 tuần sinh con, không hề làm gì như ăn giảm cân. Chính là cơ thể tự giảm trong quá trình cho con bú. Sinh con là thiên chức lớn lao của người phụ nữ. Dù rằng việc sinh con tàn phá nhan sắc kinh hoàng thế, nhưng ai cũng phải trải qua thời kỳ này. Lúc mang bầu, nữ diễn viên tăng gần khá nhiều, thân hình khá nặng nề, khiến cô khá lo lắng trong việc lấy lại vóc dáng. Vợ chồng trẻ Tú Vi Văn Anh đã chào đón thiên thần nhỏ vào đầu tháng 4. Em bé nặng 2,7kg, tên gọi ở nhà là Cún. Sau khi sinh em bé, Tú Vi cũng thường xuyên chia sẻ tình trạng sức khỏe của mình với người hâm mộ. Mới đây, nữ diễn viên Cổng Mặt Trời làm nhiều chị em bất ngờ khi cho biết cô đã giảm được 9kg sau 2 tuần sinh con. Cô chia sẻ, đã giảm được 9kg còn 5kg nữa là về lại ban đầu. Tự cơ thể mình giảm thôi chứ mình chưa làm gì. Tú Vi chia sẻ cô giảm được 9kg nhờ cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ sau 2 tuần sinh con. Sau khi chia sẻ bí quyết giảm cân, Tú Vi nhận khá nhiều lời hỏi thăm từ người hâm mộ, cũng như các mẹ bỉm sữa để chỉ cách lấy lại vóc dáng. Nữ diễn viên còn cho biết đây chỉ là kết quả của quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Bên cạnh những lời chúc mừng, nhiều người hâm mộ tỏ ra bất ngờ vì cho rằng giảm cân như vậy là hơi nhanh và góp ý Tú Vi nên chú ý sức khỏe để chăm con. Tuy nhiên, bà xã Văn Anh cho biết cô không hề làm gì cả, mà đây chính là cơ thể tự giảm trong quá trình cho con bú. Trên trang cá nhân, diễn viên Văn Anh đăng tải dòng trạng thái kể về những ngày đầu tiên khi chăm sóc con gái. Đêm qua, Cún cho ba mẹ nếm mùi chăm con là thế nào. Nguyên đêm mẹ cho Cún bú, ba thì thay tã cho Cún. Cứ vậy liên tục đến sáng khoảng 10 cái tã. Chắc do đêm đầu về nhà nên cô công chúa nhỏ còn lạ. Cố tỏ thái độ quá trời làm ba mẹ điêu đứng. Giờ thì mẹ Cún đang tranh thủ ngủ để lấy sức. Ba Cún thì giờ giống gấu trúc rồi, sau này thương ba mẹ nghe con ơi. Ai có con gái đầu lòng thì điểm danh nào? Tú Vi và Văn Anh kết hôn vào tháng 11/2015. Hai người nên duyên sau khi hợp tác chung trong bếp hát. Khi mang thai con đầu lòng, Tú Vi đã giữ kín thông tin và chỉ đến tháng thứ 6 của thai kỳ mới công bố với khán giả. Cô cho biết đã tăng 15kg khi mang thai, nhưng do vóc dáng nhỏ nhắn nên cơ thể không thay đổi nhiều. Không chỉ nam em mít thất tình, showbiz còn rất nhiều mít khiến bạn ngỡ ngàng. Mít thất tình, sau scandal tình ái với Trường Giang, mới đây nam em đã chính thức quay trở lại cùng MV mới mang tên Xanh là tốt nhất. Trong teaser MV mới được tung ra, nam em xuất hiện với hình ảnh lạnh lùng. Cô nàng diện đầm dạ hội lấp lánh, đội vương miện như một hoa hậu thực thụ. Điều đáng nói là trong đoạn clip này, nam em đã tự nhận mình là mít thất tình. Miss Showbiz sau khi bị soi về khả năng ca hát khi tuyên bố theo con đường ca sĩ và mỗi tháng ra một MV, Chibu chính thức giới thiệu MV mang tên Talk To Me có nên dừng lại. Đây là sáng tác dành tặng Chibu của nhà sản xuất âm nhạc Trippy. Đặc biệt trong MV, bất ngờ xuất hiện hình ảnh con gà đeo giải băng có dòng chữ Miss Showbiz khiến không ít người tò mò. Miss Karaoke, thời gian gần đây Hoàng Thùy thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân clip dễ thương, khéo léo khoe giọng hát của mình. Điều đặc biệt, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017
còn hớm hỉnh tự nhận mình là Miss Karaoke, khiến không ít khán giả tỏ ra thích thú bởi sự gần gũi của người đẹp. Không có một giọng ca hát hay xuất sắc, tuy nhiên trước giọng nữ trầm của Hoàng Thùy khiến khán giả có thể dễ chịu thưởng thức toàn bộ phần trình diễn. Hoa hậu hài, danh xưng Hoa hậu hài ban đầu được Thu Trang mang ra để gây cười cho khán giả, nhưng sau đó lại được khán giả hưởng ứng rất nhiệt tình và trở thành một đặc sản gắn liền với tên tuổi của nữ diễn viên này. Hình ảnh Hoa hậu hài gắn liền với bà xã Tiến Luật như một sự yêu mến đặc biệt mà khán giả dành tặng riêng cho cô, không phải bởi vì sắc vóc hay chiều cao mà chỉ vì sự duyên dáng và hóm hỉnh.